Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Misoa. Và như hôm nay mọi người thấy thì video của Misoa có phần lung linh hơn so với mọi ngày bình thường, bởi vì là Misoa vừa nhận được một phần quà rất là đặc biệt và đang rất là nôn nóng muốn được khoe phần quà đó với tất cả các bạn. Và đây chính là hộp quà mà Misoa vừa nhận được từ I Am Cosmetics. Đây chính là một thương hiệu mỹ phẩm với giám đốc sáng tạo đó chính là nhà thiết kế Trung Thanh Phong. Và ở đây là một thương hiệu mỹ phẩm của Việt Nam, nhưng mà theo như Misoa được biết thì những sản phẩm ở đây với công thức và chất lượng đến từ Nhật Bản. Riêng bản thân Misoa thì rất là nôn nóng và rất là ngóng chờ và tò mò về những sản phẩm của I Am Cosmetics. Nhưng mà trước tiên thì các bạn hãy cùng với Misoa là chúng ta mở hộp quà để xem là bên trong này có những món đồ gì nhé. Wow, trong đây thì Misoa thấy là có hai thỏi son và thực tế là hộp quà này cũng khá là bất ngờ khi mà mở ra thì đổ như thế này. Và cái còn tiếng Anh nữa. Wow, trong đây còn có 2, 4, 6, 8 thỏi son nữa. Và có nghĩa là trong hộp quà này thì Misoa được nhận đến 10 thỏi son. Với dòng sản phẩm của I Am Cosmetics thì Misoa thấy là hộp quà này khá là nam tính, hơi ngầu một tí xíu khi mà tông màu chủ đạo là màu đen trắng. Và mọi thiết kế ở đây thì nhìn rất là hiện đại. Nên hai thỏi son ở trong đây thì mình ghép lại được thành chữ I Am. Giờ Misoa sẽ lấy thỏi đầu tiên ra nha. Thỏi son đầu tiên thì thiết kế, mở ra như vậy. Ồ, cũng đây là một cái thiết kế mà Misoa thấy là khá là đặc biệt, khác hẳn với những cái dòng son khác. Mình mở ở đây nó có cái nam châm, mình mở ra và bên trong thì có một cái ô nhỏ nhỏ thấy cái chữ là I Am trong đây. Bây giờ mới đến phần chính là cái lõi bên trong. Ta da, đây chính là thỏi son. Ở trên đây còn có khắc cả tên là Misoa nữa nè. Và nhìn tổng thể cái thỏi son thì các bạn sẽ thấy là I Am Misoa. Thì nếu như mà Misoa nghĩ là nếu như mà khi mà mình sở hữu một cái dòng son, một cái thỏi son này thì mình cũng sẽ có cái tên trên của mình trên thỏi son luôn. Rất là dễ thương, rất là đặc biệt. Đầu tiên về cảm nhận cái thỏi son này là cầm rất là chắc tay. Một điểm nữa mà Misoa thích nhất đó chính là nắp son với cây son thì có cái phần nam châm hít lại với nhau. Châm hít như thế này Misoa nghĩ là nó sẽ bảo vệ được thỏi son của mình nhiều hơn. Thỏi son đầu tiên là một thỏi son màu nước. Thỏi son này có tên là 712. Màu son bên ngoài thì Misoa thấy rất là bóng, rất là đẹp. Và một chút nữa thì Misoa sẽ swatch lên tay và cũng như là swatch trên môi để cho mọi người thấy được là màu son này lên môi mình như thế nào nhé. Mà Misoa cầm cái thỏi son này lên á, thì cái điều đầu tiên Misoa thấy khá là sợ bởi vì những cái tông màu này. Thứ nhất là có thể là không hợp với màu da của mình. Với thứ hai nữa là cảm giác là những cái cây son này nó sẽ khá là khô môi. Nhưng mà khi mà chồng nhiều lớp lên nãy giờ rồi thì Misoa thấy là càng chồng màu lên thì môi càng mịn và cái màu lên càng tây hơn. Cảm giác của Misoa là cái son lên môi mình dù là lên chồng lên nhiều lớp rồi nhưng mà không hề nặng. Và càng miết đến đâu thì môi càng cảm thấy là mềm mịn đến đó. Cá nhân Misoa thì Misoa thấy là mình cảm thấy rất là ưng bụng với màu 712 trong cái dòng son I Am Cosmetics này. Vì cái sự tự nhiên cũng như là cái độ lên màu và cái độ mềm mịn trên môi của mình. Misoa nghĩ rằng là đây sẽ là em son mà Misoa sẽ để thường xuyên trong túi xách của mình và mang đi khắp nơi. Vì cơ bản là cái màu này cũng khá là dễ sử dụng. Và trước khi qua màu thứ hai thì Misoa sẽ tẩy đi vào năm ngoái show diễn I Am What I Am. Thì có một cái màu đỏ đã từng được anh Trương Thanh Phong giới thiệu trên sàn diễn trong bộ sưu tập ngày hôm đó, đó chính là màu đỏ 707. Và hôm nay rất là may mắn Misoa đã có hẳn luôn cả 4 màu đỏ trong tay và đặc biệt là có cả màu đỏ 707 nữa. Mới đi vài đường nhẹ thôi thì cái màu đỏ này đã lên môi rất là rõ. Cũng thấy là nó cũng có hơi một chút cổ điển nữa nếu như mà tóc các bạn cũng có một màu đen giống như tóc của Misoa. Màu tiếp theo đó là màu 711 với một cái tông là tông nude nhưng mà hơi ngả hồng một chút. Misoa thoa cái màu này trong lòng môi trước. Thì khi mà bậm bậm lại cái đầu tiên Misoa thấy là cái màu nó lên nó cũng khá là xinh, khá là nhẹ nhàng. Và bây giờ thì mình sẽ chồng thêm nhiều lớp nữa lên. Xinh chưa? Bánh bèo chưa? Cái chất son thì Misoa thấy nó cũng không có khác gì với lại cái màu lúc nãy. Là cũng khá là mềm mịn và vuốt lên thì nó rất là trơn ở trên môi. Và màu lên thì cũng rất là đúng, giống như y chang như là cái màu trên cây son vậy. Và với cái màu này thì Misoa nghĩ là sẽ hợp với những bạn nào mà thích cái kiểu mà ngọt ngào một chút xíu, bánh bèo một chút xíu.
Tiếp theo là Misa Swatch màu 705. Wow, đây là một màu son với tông đỏ cam khá là rực. Với màu son này thì chắc là Misa nghĩ là nó sẽ kén da rất là nhiều, bởi vì những cái màu đỏ rực rỡ như thế này thì sẽ phù hợp với những bạn nào có làn da mà trắng, trắng sứ, trắng như một nàng bạch tuyết. Còn với những cô nàng nào mà hay phơi nắng như Misa này thì có lẽ là màu đỏ này nó hơi bị rực quá so với da của mình. Cho nên là nếu bạn nào cảm thấy là da mình trắng như một nàng bạch tuyết thì đây sẽ là màu son dành cho các bạn nhé. Tiếp theo là một cái màu mà Misa thích lắm 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 khi mà mở hộp son này ra. Đó là màu 719. Mình không thể chờ đợi nữa, swatch liền đây. Trong năm nay và cũng như là trong năm tiếp theo thì một cái trend mới trong xu hướng của các làng diễn thời trang trên thế giới là họ sẽ sử dụng những cái tông màu khá là trầm và đậm như thế này. Bạn nào mà thấy là cái màu 719 này nó vẫn khó sử dụng thì Misa còn có một cái mẹo nữa để cho các bạn dễ sử dụng cái màu này hơn. Đó là mình sẽ kết hợp với lại màu 712 để cho tạo ra một cái tông màu nó sẽ nhẹ nhàng hơn và giúp các bạn là có thể là dễ sử dụng hơn trong những cái trường hợp mà những cái tình huống hàng ngày đó nhé. Nãy giờ là chồng rất là nhiều những cái lớp son lên với nhau nhưng mà môi thì vẫn không hề bị khô, vẫn rất là mềm mượt. Đó là cảm nhận riêng của Misa khi mà nãy giờ mình swatch rất là nhiều lần như vậy. Và đây là màu đỏ 704. Như Misa được biết thì trong bảng màu đỏ sẽ có những cái nó cũng sẽ có những cái sắc thái khác nhau, ví dụ như là cùng là màu đỏ nhưng mà sẽ có cái gam màu nóng hoặc là một cái gam màu lạnh hơn. Cho nên là khi mà lựa chọn màu son á, các bạn đừng thấy là màu đỏ thì các bạn đừng nghĩ là màu đỏ nào cũng sẽ như nhau, mà thật ra thì màu đỏ nó sẽ có rất là nhiều những cái trạng thái, những cái tông, những cái sắc thái khác nhau nữa. Cho nên là hãy dựa trên màu da của mình mà lựa chọn cho mình một màu son, một màu đỏ phù hợp nhé. Bây giờ là sẽ đến màu 708. Thì đây là một tông màu nude nhưng mà nó ngả về màu đất nhiều hơn. Swatch tiếp lên môi. Sau khi mà chồng nhiều lớp lên thì mình có thấy là cái màu này nó vẫn rất là lên đúng màu. Tại vì khi mà thử đến cái son này á, thì Misa rất là hồi hộp. Vì khi mà Misa xem một số bạn beauty blogger khác, các bạn review trước á, thì các bạn nói là cái màu 708 này khi lên môi nó lại màu hồng, trong khi là cây son nó lại là một cái màu hơi nâu đất như thế này. Nhưng mà riêng bản thân Misa sau khi mà trồng rất là nhiều những cái lớp son lên thì Misa thấy là nó không hề có màu hồng mà nó vẫn là một cái màu hơi nâu, hơi có ánh cam và nó ngả sang cái màu đất nhiều hơn. Và khi mà swatch đến cây son này xong thì Misa thấy rằng là chết rồi, tôi thích cây son này hơn cái cây son hồi đầu. Hồi ban đầu Misa là thích cái cây đầu tiên hơn, nhưng mà khi mà swatch cái màu này thì Misa nói là cái màu này có vẻ như là hợp với da của mình và hợp với lại layout makeup ngày hôm nay. Cuối cùng trong bảng màu đỏ của IM Cosmetics đó chính là màu 713. Đây là một màu đỏ bầm và Misa cũng là một con nghiện của những màu đỏ bầm như thế này, vì lên môi sẽ rất là sang trọng và quyến rũ. Squat nãy giờ là cũng phải là được 7 màu son rồi, và bây giờ Misa sẽ tìm thấy một điểm trừ trong bộ IM Cosmetics này. Khi nào nói đến đây là anh Trương Thanh Phong ơi, nếu mà anh có coi được video này anh cũng đừng buồn em nha. Bởi vì cái cây son này nó hơi làm em hụt hẫng và thất vọng một tí. Khi mà bên ngoài mình nhìn cây son nó là một cái màu đỏ đậm và màu đỏ bầm như thế này, nhưng khi lên môi thì nó lại ra một cái màu đỏ nhưng mà đâu đó nó vẫn có một cái chút là ánh tím và hồng, nó không được đúng như cái màu son ở trên thỏi. Nãy giờ thì Misa đã swatch 8 màu son rồi và mình còn 2 màu nữa cho bộ IM Cosmetics. Thì 2 màu này theo Misa đánh giá nha, là nó là một cái màu rất là rực rỡ, rất là nồng cháy, nó rất là high fashion. Cho nên là Misa để cuối cùng, và để mà swatch được đúng hai cái màu đó thì Misa cần phải tẩy đi cái môi của mình. Bởi vì là mọi người thấy là trên môi Misa dù đã tẩy rồi đó, nhưng mà cái màu son nó vẫn còn bám ở trên môi. Thì để cho hai màu son tiếp theo nó được lên đúng màu thì mình sẽ phải tẩy thật sạch cái màu môi này. Thì Misa sử dụng một cái sản phẩm, đó chính là IM Cosmetics Lip Sugar Scrub. Thì đây là một cái dạng tẩy tế bào chết cho môi được chiết xuất từ đường đen nè,
rồi cà phê nè, rồi nói chung là những cái mùi gì đó rất là thơm, rất là ngọt ngào. Bởi vì là cái dòng này Misa đã sử dụng suốt trong thời gian qua, vì trong cái ngày khai trương cửa hàng IM Cosmetics của anh Trung Thanh Phong á, thì anh ấy đã gửi cho Misa cái hộp này để mà xài thử rồi. Cái hũ bé xíu như thế này thôi mà Misa sử dụng chắc cũng phải là từ lúc khai trương cho đến bây giờ cũng phải là hơn một tháng rồi. Thì mỗi một tuần Misa sẽ tẩy tế bào chết cho môi khoảng 2 lần. Mỗi một lần thì mình lấy một chút xíu thôi, một chút xíu xíu trên tay, và sau đó là bôi đều trên môi, và vừa bôi mình sẽ vừa massage môi luôn. Sau khi tẩy môi xong thì môi mình đã trở về với cái màu sắc ban đầu, và bên cạnh đó thì môi rất là mềm mượt, dễ chịu. Bây giờ mình sẽ tiếp tục swatch hai màu tiếp theo để mà màu lên được đúng hơn. Và bây giờ là rất là hồi hộp để cho các bạn thấy hai cái màu xong cực kỳ gọi là high fashion. Tăng 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 tăng, một màu cam và một màu hồng. Hai màu sắc này Misa nghĩ rằng là chắc là sẽ khá là khó sử dụng trong những cái dịp mà bình thường, ví dụ như là đi chơi, đi học, đi tiệc tùng, thậm chí đi tiệc tùng hai màu này cũng sẽ rất là nổi bật. Nhưng mà nếu như mà bạn nào mà đam mê phong cách mà high fashion nè, những cái phong cách mà rất là trendy hơn, thì khi mà kết hợp với hai màu sau này, Misa nghĩ là sẽ có cho các bạn một cái tổng thể từ outfit cho tới cách make up sẽ rất là ấn tượng. Và thôi bây giờ Misa sẽ swatch luôn hai màu này nha. Đầu tiên thì chắc là màu cam. Bản thân Misa thì sợ màu cam lắm, do là da mình nó cũng hơi ngâm. Nhưng mà để coi là bây giờ mình swatch lên là cái màu này như thế nào. Và theo Misa nghĩ thì bây giờ hai màu này ấn tượng quá, thì mình kết hợp luôn hai màu ấn tượng luôn, để coi là nó sẽ ra một màu sắc như thế nào nữa nhé. Ban đầu khi mà cầm cây son này, nhìn cái màu cam neon này thì Misa thấy rất là sợ. Nhưng mà khi mà đánh lên môi rồi thì mình thấy không là cái màu nó không quá rực, nó không quá neon như là trong cái thỏi son này. Thì đây là một màu son Misa nghĩ sẽ dành cho những cô nàng nào ấn tượng, đam mê cái phong cách ấn tượng và đa màu sắc. Nhân tiện là Misa đang để cái màu son này, Misa sẽ mix luôn với lại cái màu hồng neon màu 702 này để coi là màu sẽ như thế nào. Misa nghĩ là nếu như mà mình mà cô nàng nào mà ấn tượng thì có thể là kết hợp cả hai màu son này trên cùng môi của mình, trên màu cam dưới màu hồng, và kết hợp với những bộ màu quần áo mà màu sắc nó rực rỡ, thì đây có thể là một cái layout cũng khá là ấn tượng đó. Sau khi mix với màu hồng thì nó cũng ra một cái màu cam cam hồng hồng, nó cũng hơi neon một tí và cũng khá là hơi thượng. Với cái hai màu sắc mà mình nghĩ là nó rất là khó để mà sử dụng như thế này, khi mà kết hợp lại với nhau thì mình sao là thấy lại ra một cái màu nó cũng khá là thời trang, khá là thời thượng. Và màu sắc này thì mình sao nghĩ là sẽ không có khó, không có quá kén chọn đâu. Trong những buổi tiệc mà các bạn cần sự nổi bật thì đây là một cái sự kết hợp cũng sẽ làm cho gương mặt của các bạn trở nên là rực rỡ và bừng sáng hơn. Hai màu này thì màu cam là 718, còn đây là 702, kết hợp lại thành một màu là màu Misa nha, Trung Thanh Phong nha. Khi mà cầm cái thỏi son này lên thì Misa nghĩ đây sẽ là một điểm trừ rất lớn trong bộ sưu tập son IM Cosmetics. Nhưng mà suy nghĩ lại một hồi thì Misa mới thấy rằng là đây là một cái màu son rất là trendy trong năm nay, bởi vì màu son này chính là một cái màu nó gợi lên cho mình cái hình ảnh của nữ ca sĩ Madonna, cũng là một trong những icon thời trang vào thập niên 80 và 90. Và một điểm đặc biệt đó chính là trong năm 2019 này thì cái xu hướng màu sắc cũng như là xu hướng về thời trang sẽ quay trở lại thời thập niên 80 và 90. Ngay bây giờ thì phải swatch màu son này thôi. Cũng giống như màu cam lúc nãy thì Misa thấy là nhìn cái thỏi son mình nhìn thấy là cái màu nó rực rỡ, nó neon quá. Nhưng mà khi lên môi thì cái màu này nó lại không quá nổi bật như vậy. Và màu son này nó vẫn làm cho mình là tôn da mình lên hơn, làm cho da mình trắng hơn. Với bộ son của IM Cosmetics này thì Misa vẫn rất là thích. Và nếu như mà chấm điểm thang điểm 10 thì Misa sẽ quái cho thang điểm là 9. Bởi vì thứ nhất là chất son rất là mềm mịn nè,
Và càng miết ở trên môi nhiều á thì các bạn thấy là môi của mình nó càng có một cái cảm giác là nó dày hơn và nó gợi cảm hơn, nhưng mà hoàn toàn là không bị khô môi. Có thể là vài hôm nữa, vài tuần, vài tháng nữa thì Misa sẽ nghĩ ra thêm những cái cách mà mix các màu này lại với nhau. Và chính vì cái độ mềm mượt của cái son này thì Misa nghĩ rằng ngoài việc là sử dụng thành son thì Misa có nghĩ là có thể là mình sẽ sử dụng thành má hồng cũng được. Nhưng mà các bạn hãy cho Misa thêm thời gian để mà nghiên cứu và tìm tòi thêm cái cách sử dụng những bộ son này. Và các bạn, Misa nghĩ là các bạn nên là đừng có quên là subscribe channel của Misa cũng như là theo dõi tiếp những video tiếp theo. Biết đâu là sẽ có những cái tip về make up, về làm đẹp mà dựa trên những cái thỏi son này như thế nào nữa nhé.